Worship Privet. Xin chào mọi người, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa watermark của Flippa Clip trên iOS và Android. Do áp lực học tập và thời gian ôn thi cho kỳ thi tuyển sinh vào trung học phổ thông, đó là lý do tại sao tôi không đăng một video nào trên kênh sau 2 tháng. Mong các bạn thông cảm. Đầu tiên là iOS có 2 cách. Cách 1, các bạn cần phải có nút ghi màn hình. Nếu bạn không có nó, đi tới cài đặt và chọn theo những gì hình ảnh ở trên hiện lên. Sau đó chọn nút thêm ở ghi màn hình. Vào Flippa Clip, chọn dự án bạn muốn quay. Bạn nên bấm liên tục nút phát video để kiểm tra video có lag không. Sau đó giữ nguyên để nó phát hết video. Sau khi video đã phát hết, bấm dừng quay video. Sau khi dừng ghi màn hình thì nó sẽ đưa bạn một thông báo rằng video đã được lưu vào ảnh, tức là video đã được ghi màn hình thành công. Sau khi có bản ghi màn hình, như thấy CapCut. Chọn video bạn đã ghi màn hình. Đừng quên xóa đoạn CapCut đầu tiên. Sau đó chọn mục tỷ lệ khung hình ở phần Edit. Vào chọn tỷ lệ 16:9. Rồi bạn tắt ra và phóng to màn hình video. Bạn sẽ thấy khung video khớp với màn hình. Bây giờ bạn chỉ cần chỉnh sửa và cắt đoạn là có được một video chạy hoàn chỉnh. Bây giờ video đã hoàn thành, tôi sẽ kiểm tra kỹ lần nữa để xem còn sai sót nào không. Tất cả đều tốt, tôi sẽ xuất video. Bây giờ tôi sẽ xem sản phẩm của mình. Nhìn cái đầu búa. Cách 2. Các bạn có thể cắt khung hình chỉnh sửa video cho video bên màn hình. Các bạn vào nút sửa trên này. Nó sẽ có hai thanh kéo nòng cắt một đoạn ở đầu hoặc cuối. Tôi sẽ edit. Edit xong chúng ta sẽ bấm vào đây để sửa tỷ lệ màn hình. Bạn sẽ thấy nó hiện ra các khung để bạn chỉnh sửa tỷ lệ màn hình. Bây giờ tôi sẽ chỉnh sửa sao cho nó khớp với video trong này. Video đã hoàn chỉnh. Nhấn vào nút xong, đây hoàn tất. Với một cách nào đó video ghi màn hình của tôi bị lỗi FPS được với video, vậy nên tôi không thể giải thích được hết. Vì vậy các bạn hãy thử và trải nghiệm. Enjoy. Các bạn cũng cần có nút ghi màn hình hoặc tải nó trên Google Play. Sau đó vào Flippa Clip. Chọn dự án. Sau đó vào trung tâm điều khiển và nhấn ghi màn hình. Rồi bắt đầu phát video dự án của bạn. Sau khi phát hết video vào trung tâm điều khiển và dừng ghi màn hình, các bạn tắt ra và vào CapCut. Điện mãi xanh, bấm vào dự án mới.
sau đó chọn ghi giai đoạn đã quay trước đó. Rồi các bạn nhấn vào tỷ lệ, bấm vào tỷ lệ 16.9. Rồi vào tôi sẽ edit. Bây giờ tôi sẽ phóng to video. Tuy đã khớp nhưng có một phần thừa nhô lên. Có thể chiều cao dưới video dưới cao quá, tôi sẽ chỉnh cho nó khớp tỷ lệ. Tất cả đã hoàn thành, tôi sẽ xuất video. Это результат. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu thấy hay hoặc giúp ích cho bạn thì đừng quên bấm like, subscribe và bình luận cảm nhận của bạn nhé. Cảm ơn rất nhiều.